Rạng sáng ngày 31 tháng 7, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức một nhóm công tác túc trực tại Trung tâm Y tế huyện Đạ Huai để động viên, trao đổi với người thân các nạn nhân vụ sạt lở đèo Bảo Lộc. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại hiện trường sạt lở đèo Bảo Lộc, lúc 2 giờ 15 phút ngày 31 tháng 7, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Đạ Huai vẫn đang có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Đạ Huai. Theo đó, lãnh đạo Công an đã chia sẻ những mất mát với người thân của các chiến sĩ cảnh sát giao thông bị tử nạn trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc. Một lãnh đạo Công an huyện Đạ Huai cho biết thi thể của các chiến sĩ tử nạn trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc không còn nguyên vẹn nên lực lượng chức năng sẽ trao đổi nguyện vọng với người thân các nạn nhân, sau đó lấy mẫu ADN để xác định nhân thân. Theo ghi nhận, có hàng chục người thân của các chiến sĩ và người dân đang có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Đạ Huai đau đớn khi nhìn nạn nhân xấu số trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc. Một số người thân của các nạn nhân đến nhìn nhận thi thể đã òa khóc, ngất lịm, không đứng vững.